Alo, alo, chào cả nhà đến đường live thứ hai cả nhà ơi. Tại vì đưa trực tiếp tại cầu Cầm Ba Dương Châu cả nhà. Đó, cả nhà mình vào xem đóng xem ngang. Bữa nay là xe du lịch rất đông, thứ bảy cuối tuần. Cả nhà thấy không? Bữa nay giờ các chú dù lớn thách đố nhau nha cả nhà. Rồi có ai vào vô cho mình xem ý kiến cả nhà ơi. Bữa nay rất đông rất đông. Gió mạnh nè cả nhà ơi. Những chú dơ chú dù lớn tung cánh bay lên rồi. Đó nha. Đúng 5 giờ thì tại thì view phát trực tiếp cái video thứ ba nha. 5 giờ cả nhà. 5 giờ tại phát trực tiếp cái video thứ ba cho cả nhà mình xem nha. Hôm nay gió mạnh nè cả nhà ơi. Gió mạnh. Những chiếu dù lớn đang lên. Rồi bữa nay thách đố nữa. Rồi rồi. Cảm ơn một nhà đã vào xem. Cho mình ý kiến cả nhà ơi. Âm thanh hình ảnh có rõ không cho ý kiến ơi để mình chỉnh sửa nghe cả nhà. Video này video thứ hai nha. Rồi, đúng vào lúc 17 giờ, 17 giờ là 5 giờ chiều là mình làm cái video thứ ba nha, trực tiếp tại sân Diều cầu Cầm Ba cho cả nhà mình nha. Đúng 17 giờ nghe cả nhà. Rất đông, rất đông mà cả nhà ấy. Đây là cũng gần núi Bà luôn nghe cả nhà. Khánh Vũ hình ảnh của ở về em Khánh Vũ hình ảnh sao em mờ phải không, mờ phải không Khánh Vũ, hình ảnh mờ phải không? Tại anh like cái máy khác chút xíu, 5 giờ anh like cái máy khác nữa nha. Này video thứ hai hình ảnh của sao em viết cái của em ngưng rồi đó. Này video thứ hai nha. Video thứ ba là hẹn cả nhà mình đúng 5 giờ là mình đã lên sóng rồi đó, mình lên lịch rồi nha. 5 giờ là 17 giờ cả nhà. Hôm nay gió to gió lớn rồi. Những chú diều diều lớn lên và những đại gia diều bữa nay thách đố nha nữa. Thách đố nha luôn nha. Để một chút xíu mình làm cái video thứ ba là mình quay cho cả nhà mình xem. Để cả nhà mình xem cho hết thưởng thức nguyên bữa thứ bảy bữa nay nha. Thứ bảy cuối tuần. Coi những chú diều lớn thách đố nhau như thế nào đây. Khán giả mỗi ngày mỗi tối mỗi đông rồi. Không cả nhà. Cảm ơn các cả nhà rất nhiều. Cảm ơn Khánh Vũ, Khánh Vũ. Cho anh một tim đi Khánh Vũ ơi. Cho anh một tim một like đi Khánh Vũ. Cho anh một tim một like nha Khánh Vũ ơi. Anh vừa review trực tiếp ở đây. Cho anh một like, một tim gì, một chia sẻ gì đi, đừng cho cái kênh anh nó có tương tác. Rồi cho mỗi ngày nó mỗi mạnh lên chúng Khánh Vũ ơi. Này gió lớn rồi Khánh Vũ. Diều lớn chưa tập trung. Diều lớn chưa tập trung đang đang bơm. Đang bơm diều. Đang chuẩn bị sửa soạn tư thế để cất cánh lên. Cái đường chạy qua nhà
rồi cảm ơn đại gia đình vô rất đông nha, đại gia đình mình vô rất đông nha, xem rất nhiều, ủng hộ kênh mình nè cả đại gia đình ơi. À, cả nhà mình đón xem nha, 17 giờ nha, mình live trực tiếp nha, thi đấu dịu nhau nha, các chú vừa lớn thi đấu nhau đúng 17 giờ nha cả nhà. Rồi đó mình lên lịch phát sóng nha, mình lên lịch phát sóng mấy kia nữa. Ồ, cảm ơn 214 người đã xem nha, cảm ơn 214 người đã xem. À, xem là nhớ cho mình một like một tim nha nha cả nhà, để cho mình có động lực mình làm nha. À, cái video thứ ba là đúng 17 giờ nha, mình có lên lịch phát sóng rồi. À, đây có em bé, có một cái chú diều thật lớn luôn. À, chú diều quá bự luôn. À, lát diều này dám thi đấu người ta không con? Dám không con? Diều này thi đấu luôn á, bữa nay là diều lớn thi đấu nhau nha. À, đó cả nhà, xe du lịch càng ngày càng rất đông, đông như hội chợ luôn cả nhà. Ồ, cảm ơn cả nhà nhiều. Nhớ tim nha, nhớ thả tim nha, tim like cho mình nha, mạnh lên. Rồi video thứ ba là đúng 17 giờ nha, video thứ ba đúng 17 giờ nha cả nhà. Ồ, mình có hẹn rồi nha, đúng 17 giờ nha, còn 13 phút nữa nha cả nhà, 13 phút nữa là tới video thứ ba. À, video thứ ba là video hấp dẫn nha, nay gió mạnh rồi. À, gió rất mạnh. Ồ, dù lớn đang cũng chuẩn bị hết luôn. À, bữa nay là có tôm seri luôn nha, tôm seri, cá heo rít, bù cạp gì đó đầy đủ luôn. Tại cầu K13 nha cả nhà, cầu K13 Dương Minh Châu Tây Ninh nha. Rồi còn 13 phút nữa nha cả nhà, 13 phút nữa cả nhà đến xem video thứ ba, bên video thứ ba của Tài Trần Vlog nha. À, Phan Vũ Linh Hồng Loan nha. Rồi xe rất nhiều, bữa nay là Tài review tới tối luôn nha. Nguyễn Anh Thư, bữa nay chú khỏe không? À, khỏe con, khỏe mới đứng ngay sân diều nè. À, khỏe mới đứng ngay sân diều review video thả diều trực tiếp tại cầu K13 nè, Dương Minh Châu nè. Thư ơi, khỏe re như con bò kéo xe. Ừ, khỏe re như con bò kéo xe luôn. Rồi anh Thư vào xem nha. Rồi nhớ ủng hộ chú nha anh Thư. À, rồi ủng hộ chú nha, cho chú like tim xe gì đó luôn, cho ủng hộ chú đi nha. À, chú mới làm nay 3 tháng mấy 4 tháng à. À, chú làm YouTube. Rồi cảm ơn con rất nhiều, chúc con và gia đình mạnh khỏe, làm ăn phát đạt ha. À, luôn nào cũng mạnh khỏe làm ăn phát đạt nha con. À, chú đang review ở cầu K13 nè, cầu K13 ở Dương Minh Châu Tây Ninh nè. À, con đón xem nha, 17 giờ con đón xem video tiếp theo nha. À, video tiếp theo, video thứ ba của chú đúng 17 giờ nha. À, 10 phút nữa. À, chú lên sóng, bữa nay là diều lớn nhiều lắm nha, bữa nay diều lớn thách đố luôn nhau luôn nè, thách đấu nhau nè. Rồi con xem, mà con thấy tim thì thả tim, thấy like thì like nha. Thì có nhiều người xem trực tiếp nói trực tiếp thì không có cái like, không có ngón tay đưa lên, mà có cái tim, thả tim. Rồi 10 phút nữa là chú lên cái video thứ ba. Chú xuống cái video thứ hai này, chú lên cái video thứ ba để cho cả nhà mình xem, tại vì chú lên lịch rồi, lên lịch phát sóng video thứ ba nè, thành thử phải cái video thứ ba mình phải phát đúng giờ đúng giấc ngang con. Ồ, 4 tháng con, đúng rồi 4 tháng. À, chú làm 4 tháng á, mở 4 tháng à, 3 tháng mấy 4 tháng gì đó.
kênh của chú mới 4 tháng à, được 9.000 mấy view rồi, 9.000 mấy sub chứ. Ráng làm bữa nay thì để tới tối ra cho 10.000 sub lên. Ủng hộ cho chú 10.000 sub ngang. Đó. Chú mới có 9.000 à, 9.300 sub. Rồi để tới tối kiếm 700 nữa là cho đủ 10.000. Ngang con. Rồi. Mời con vào xem ngang, không đừng bỏ quên ngang. Xem hết video luôn, video thứ nhất, video thứ hai, video thứ ba luôn ngang con. Bữa nay rất đông. Hồi nãy giờ là video này video thứ hai ngang. Rồi chú chờ để lên lịch cái video thứ ba nữa là chú sang qua video thứ ba con xem luôn ngang. Dạ, rồi. Sang video thứ ba con xem ngang. Rồi, còn 8 phút nữa, 8 phút nữa là chú sang qua video thứ ba. Quay hình ảnh camera cho đẹp luôn. Cho con xem ngang. Video thứ ba là hình ảnh camera đẹp ha, đẹp máy người đẹp luôn, cái gì cũng đẹp hết. Bữa đó ông cả viên chuyện chúng 100 triệu, mới vô chúng 100 triệu ông bỏ ông chạy về luôn. Bữa đó ăn ủi quá chừng luôn mà ông mua ở giờ chợ bắp á, bữa đó chúng đông à. Ổng giờ xong rồi mới cũng dắt giờ à. Giờ mới vừa dò số xong rồi cái đầu biết trúng rồi đi. Ổng hỏi biết trúng nhiều nữa chứ. Ổng hỏi người ta trúng nhiều à. Cái người ta nói chặt con đầu lóc thì trúng 50 triệu, ăn ủi 50 triệu. Cái hai tấm được 100, mà ổng mua thiếu nữa. Rồi ổng bỏ chạy, bỏ xe, lên xe ổng chạy về chắc văng cá viên kiên hết quá. Rồi cảm ơn cả nhà, cảm ơn anh Thư nha. Anh Thư ơi. Rồi còn 7 phút nữa anh Thư ơi. À, bữa nay nhiều lớn thích đón nha, nhiều lắm anh Thư ơi. Đó, đông rồi. Khán giả đông rồi, đông lên rồi. Nhiều bé bay lên quá. Nhiều lớn tôm sẽ đi chưa lên. Tôm sẽ đi nhiều bữa được chưa lên. Đông. Nói về là cầu 13 là xe du lịch thì hết hồng hết dưới luôn. Để chú review xe cho con coi nè. Y như bánh xe luôn á, y như bánh xe miền Đông luôn. Ồ, rất đông. Bên đó có một cái tem áo đỏ nữa. Đó, tem áo đỏ đang chuẩn bị thả dù lớn. Thấy không? Trời xe chưa đông. Hoàn chuyển đồ đông vui quá. Gần không, chạy tới liền em Quang. Gần không. Chơi diều thật vui và hạnh phúc. Rồi đúng rồi, em chơi diều thật vui và hạnh phúc luôn. Gần không, chạy lại cầu cao mà ba anh em ơi, bữa nay thách đố nhau, diều lớn thách đố nhau. Mấy con diều bự thách đố nhau lớn lắm. Tôm và sari, cá heo, cá mập, rít, bù cạp gì cũng có hết. Rồi chờ mấy phút nữa là chú lên cái video trực tiếp ngang. Video thứ ba ngang. Xuống video này. Rồi còn 5 phút nữa, ngang. Đó, cái fan không? Fan không? Trời ơi. Fan dữ không? Đang ngủ uống nước coi thả diều. Rồi cái tem áo đỏ nữa. Rồi tem này dữ ngang. Có em bé này chiều con lên tivi luôn nghe con. Chiều về kêu mẹ mở tivi lên là xem ngang. Rồi chú phát trực tiếp lên tivi luôn á. Rồi còn 5 phút nữa. Em ở Hà Nội. Bay vô em, bay vô. Mua vé máy bay vô luôn em. Trời ơi. Hà Nội bay đây gần mà. Rồi xem ủng hộ cho anh nha em. Ở Hà Nội nè xem. Rồi bữa nay là thách đố diều lớn nhau nha em ơi. Đây mấy con diều nhỏ. Mấy con diều nhỏ này cũng thách đố luôn nè. Đó, mấy anh nhỏ này cũng thách đố luôn. Rồi em vào xem ủng hộ anh nha. Trời ơi tội nghiệp không. Ở Hà Nội.
ở ngoài Hà Nội mà nãy giờ tưởng đâu ở đây kêu lợn. Ở ngoài Hà Nội mà tưởng đâu ở đây kêu chạy lợn. Lên máy bay liền em, mua vé lên máy bay liền. Rồi mua vé lên máy bay, bay vô đây liền. Còn kịp mà. Đây thả tới tối nặng. Đây thả tới tối ăn em ơi. Đó, mấy chú diều lớn đang bơm. Rồi bữa nay có máy hen, bữa nay có máy rồi, bữa đó đem cái máy theo mà quên pin hen. Không có pin. Rồi. Đó, còn mấy phút nữa là anh lên cái video thứ ba nha. Đang chờ, đang hẹn lịch á. Tí nữa chú đạp nó chết nó rồi. Đây cái tem áo đỏ này cả nhà, tem áo đỏ đang bơm. Đang bơm chú diều lớn này lên. Anh đi ngang, đang đi nó hơi rung lắc ngang. Đang đi hơi rung lắc thông cảm ngang. Đang bơm. Tem áo đỏ này đang bơm ngang. Đang bơm chú diều lớn lên. Còn 3 phút nữa, 3 phút nữa ngang cả nhà. Ba phút nữa nghe cả nhà. Rồi bây giờ mình xin chào tạm biệt cả nhà mình nha. Rồi hẹn cả nhà mình video thứ ba nha. Video thứ ba mình đang lên sóng đó. Rồi mình sang qua một cái video thứ ba. Sang qua cái máy khác luôn nha. Máy khác luôn nghe cả nhà. Chúc cả nhà mình cuối tuần thứ bảy vui vẻ hạnh phúc bên nhau nha. Đó, thư giãn xem diều. Xem diều là hạnh phúc nha. Đó, thả diều tại cầu Cam Ba Dương Châu Tây Ninh nha. Rồi mình xuống video, rồi mình lên video tiếp theo nha cả nhà. Máy bay chào tạm biệt cả nhà nha.